Ninja da com o Minha na casa com Anion Double Wish. Yassa. Vai lá, Minho. Só de mulher, Lindin Juan. Tá com a Nata. Vai sair o dengue ali. Minho, Jum Min. Dá cho tang cho dia, né? Na Vietnam, né? Nem Min dengue ali. Cắt làm Jum Min là ăn bún thầm bán tôm nè. Toàn làm chút là đến ở đây rồi nha. Khi đó là không ăn được thì mình nghĩ là đến ăn bún thầm bán tôm thì đã trở thành thổ địa rồi nha. Chắc chắn là chỉ người Việt Nam ăn được bún thầm bán tôm là người khác không ăn được nha. Chương trình này mình sẽ tư tắc ăn bún đà mắm tôm nhé. Lần này là sẽ như thế nào nha. Ok, đi thôi nha. Chào tất cả mọi người. Mình tên là mắm tôm. Ôi nè. Mắm tôm bằng có người mà. Bây giờ là mình sống ở đây là 5 năm rồi á. Và trước đó là không phải giống như người Việt Nam á. Không phải người giống như Việt Nam. 3 năm trước là chưa thói quen cuộc sống Việt Nam á. Nhưng mình thay đổi rồi á. Là đã trở thành thổ địa á. Chắc là thấy được chúng ta mắm tôm đã ngon nè, đúng không? Nhưng mà bây giờ là hơi là rúng nè. Tại vì là người này thì hơi đau đầu nè. Hơi giống như xỉn nè. Hơi xỉn nè. Bây giờ là thổ địa rồi nha. Thấy là ngon. Đào cú chim. Bình nhiều. Chẳng nhiều. Không sao. Là bây giờ là có thể mình ít là mắm tôm. Oh, okay.
าอะไรเนี่ยงองละจำจำจำcòn giả hơn nè nhưng mà cũng có mùi hôi nhưng mà không phải là túi mùi hôi có 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 và sự thật là một năm trước đã đi quán cho người nước ngoài á là họ nói là ăn đồ nhãn hơn và không có mùi hôi à. Cái này là chắc chắn là chuyến tốt cho Việt Nam. ただ全然食えるようになってるわよ。chấm nhiều nè, chấm nhiều thì hơi hơi bị mặn nè, chút xíu là ok. Nếu mà nói với ta dư nè, là đậu phụ trên này và mắm tôm này là rất hợp nhau nè, còn cái này là quá mềm quá mềm. Nhưng mà sao được hầu như người Nhật Bản là không làm được nha, chắc chắn là không tiếc mắm tôm nha, tại vì là có nhiều mùi hôi á và nem. Nếu mà người sống ở Việt Nam khoảng 5 năm rồi, hơn 5 năm rồi thì chắc chắn là không thể là thay đổi. Có thể mình yêu cầu cho thật bằng thật bằng hôn nên cho người Nhật ăn chúng ta bát tôm nha. Theo quy định ở đây là 690 yên, là theo kha dư là phải 720 yên nha. Nói chung là tôi muốn người Việt Nam là là mắm tôm là ngon nè, nhưng mà như là bây giờ là gốc Nhật Bản nên phải chẳng thấy điểm thôi nè, nhưng mà ngon nè. Các bạn cảm ơn đã xem chương trình này nha, video này thì hãy like, share, subscribe nha và hãy